Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chứng khoán TV của AZP Việt Nam. Ở kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về 5 công ty chứng khoán tốt nhất tại Việt Nam dành cho nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Và khi chúng ta đã có tìm hiểu sơ bộ như vậy rồi thì ở bước tiếp theo, đó là bước các bạn mở tài khoản. Vậy thì hãy cùng với tôi, ở clip này chúng ta sẽ đi tìm hiểu làm thế nào để mở tài khoản chứng khoán. Vâng, nếu như quý vị và các bạn còn nhớ nội dung ở clip trước về 5 tiêu chí lựa chọn công ty chứng khoán của AZP Việt Nam, chúng tôi đưa ra lại ở trong clip này để chúng ta có một cái nhìn rõ hơn về việc công ty chứng khoán như thế nào thì nên được lựa chọn để mở tài khoản, để tin tưởng trong một cái sự nghiệp đầu tư mới chỉ chớm nở của các bạn thôi. Vậy thì 5 tiêu chí đó là gì? Đầu tiên, chi phí giao dịch thấp. Thứ hai, lãi vay margin thấp. Thứ ba, môi giới chuyên nghiệp, tận tâm, quan trọng nhất là vì khách hàng. Và thứ tư, báo cáo phân tích chất lượng. Có thể sử dụng là một kênh tham khảo rất tốt để các bạn quyết định cho những cái quyết định đầu tư của mình. Thứ năm, cũng cực kỳ quan trọng trong cái bối cảnh mà mọi người hay nói là cách mạng công nghiệp 4.0 hay chuyển đổi số, đó là hệ thống giao dịch thân thiện, dễ sử dụng. Vâng, đó là 5 tiêu chí mà AZP Việt Nam đưa ra để đánh giá về một công ty chứng khoán tốt. Và nếu như quý vị và các bạn, những ai đang xem clip này của tôi không rõ lắm về 5 tiêu chí này thì có thể tìm đến kênh Chứng khoán TV của AZP Việt Nam và xem lại clip này ở ngay trước đấy thôi. Vâng, và chúng tôi AZP Việt Nam hoàn toàn tin là cái việc lựa chọn công ty chứng khoán tốt có thể giúp cho bạn tiết kiệm 3% cái mức vốn đầu tư mình bỏ ra hàng năm. Đây là cái mức hoàn toàn không nhỏ nếu như so sánh với cái mức tăng trưởng hàng năm của thị trường chứng khoán Việt Nam, đó là 12-13% một năm. Vâng, ngay cả khi quý vị và các bạn có cái mức lợi suất bình quân hàng năm khoảng 20-30 hoặc thậm chí 50% thì các bạn cũng không thể quá xem thường cái mức 3% mà các bạn có thể tiết kiệm được nếu như các bạn lựa chọn được một công ty chứng khoán tốt. Vâng, vậy thì 5 công ty chứng khoán tốt nhất mà chúng tôi cho là phù hợp với các nhà đầu tư mới tham gia thị trường, chúng tôi xin phép được điểm lại tại đây đặc điểm của từng công ty. Vâng ạ, trên slide các bạn đang xem đó là 5 công ty tốt nhất tại thị trường Việt Nam. Đầu tiên có thể kể đến đó là SSI, là một công ty có thể nói là uy tín nhất thị trường, được coi là cửa ngõ vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài. SSI thì có thương hiệu mạnh nhất Việt Nam, có đội ngũ phân tích, đội ngũ môi giới có thể nói là cực kỳ chất lượng, cùng với những báo cáo đánh giá khuyến nghị đầu tư uy tín nhất trên thị trường. Tuy nhiên, SSI lại có những nhược điểm mà đâu đó với quý vị nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới tham gia thị trường, mọi người cần phải cân nhắc, đó là phí giao dịch cao, đó là lãi suất vay margin cao, và đặc biệt đó là không chú trọng đầu tư vào công nghệ hệ thống giao dịch. Đó là với SSI. Còn với HSC, đối thủ đứng thứ hai về thị phần môi giới tại Việt Nam, thì họ cũng cực kỳ nổi tiếng với đội ngũ phân tích, đội ngũ đưa ra những báo cáo khuyến nghị đầu tư có thể nói là chất lượng nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, cũng tương tự như SSI thì HSC có một số nhược điểm, đó là phí giao dịch cao, lãi vay margin thậm chí còn cao hơn cả SSI, và về hệ thống giao dịch thì cũng không có gì quá nổi bật. Còn với Bản Việt thì sao ạ? Ồ, Bản Việt thì quá nổi tiếng rồi, với thương hiệu của một nhà cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành số 1 tại Việt Nam. Tuy nhiên thì họ cũng không có cho mình một cái phí dịch vụ giao dịch thực sự hấp dẫn, với mức khoảng 0,15-0,20%. Lãi vay margin thì tương đối tốt, có thể nói là tốt nhất trong top 5. Tuy nhiên thì về những đặc điểm như là báo cáo phân tích hay là hệ thống giao dịch thì cũng không quá nổi bật, nếu so với SSI và HSC. Còn với MBS, MBS công ty chứng khoán quân đội, AZP Việt Nam đánh giá tương đối cao ở MBS, đó là đội ngũ môi giới am hiểu thị trường Việt Nam, tận tâm với khách hàng, báo cáo phân tích thì cập nhật thường xuyên, và phí giao dịch. Vâng, phí giao dịch chính là điểm hạn chế nhất của MBS, với mức phí đâu đó 0,15-0,3% với tổng giá trị giao dịch trên ngày, thì MBS cần có một cái điểm
gì đó có thể nói là đột phá dành cho nhà đầu tư mới, bởi vì chỉ với những cái mức mà không phải 15% phí giao dịch ạ, chỉ với cái mức là 1 tỷ đồng trên ngày. Vâng, và mới các bạn mới tham gia thị trường thì cái mức này như thế nào ạ? Đương nhiên rồi, cũng có những, có thể các bạn đang xem clip của tôi có một số người có thể gọi là tay to, vâng ạ. Tuy nhiên thì với đa số, phần đông mọi người thì cái mức phí giao dịch 0,15% cho 1 tỷ đồng là không thực tế. Thường thì với các bạn mới tham gia thị trường thì cái mức phí dành cho cái mức giao dịch thường thường của các bạn sẽ là 0,2-0,3%. Vậy thì có lẽ đầu đấy chúng ta sẽ phải cực kỳ cân nhắc. Vậy thì trên slide của chúng ta, vâng, tôi đã nói là 5 công ty tốt nhất nhưng mà đang thiếu một công ty. Đó chính là VN Direct. VN Direct, như các bạn có thể thấy ở cái dòng chữ mà mới hiện ra, trong 4 tháng đầu năm 2020 thì VN Direct chiếm 40% số tài khoản mở mới trên toàn thị trường, với vài trăm công ty chứng khoán, vâng, hàng trăm công ty chứng khoán đang hoạt động tại Việt Nam thì con số 40% số tài khoản mở mới của VN Direct thực sự là điên rồ. Tuy nhiên nó không quá điên rồ. Nếu như chúng ta nhìn vào một số những cái đặc điểm nổi trội VN Direct, đó là như clip trước, nếu bạn nào không nhớ hãy xem lại. VN Direct nổi tiếng với hệ thống giao dịch có thể nói là tốt nhất tại Việt Nam. Họ bỏ rất nhiều tiền cho hệ thống công nghệ, đầu tư cho công nghệ rất nhiều. Đội ngũ môi giới am hiểu thị trường, tận tâm với khách hàng, suy nghĩ cho khách hàng, và rất nhiều yếu tố khác, trong đó quan trọng đó là phí giao dịch ạ. Phí giao dịch rất rẻ, rẻ nhất thị trường. Không, đương nhiên là có một số công ty khác cũng cung cấp cái mức phí giao dịch như vậy, tương tự VN Direct, 0,15% cho mọi giao dịch. Nếu như quý vị và các bạn giao dịch online, mức thực sự rất hấp dẫn. Và đương nhiên rồi, có thể là có một số những yếu tố khác nữa, nhưng mà không phải ngẫu nhiên mà trong vài tháng qua, dưới ảnh hưởng của bối cảnh thị trường, và VN Direct trở thành một trong những công ty gọi là bứt phá với con số 40% số tài khoản mở mới trên toàn thị trường trong 4 tháng đầu năm 2020. Vâng, và trong khuôn khổ của clip này, hoàn toàn không quảng cáo, hoàn toàn không thiên vị, nhưng chúng tôi sẽ lấy VN Direct ra làm ví dụ minh họa để chúng ta cùng nhau xem là cái cách mà để chúng ta cùng mở tài khoản chứng khoán như thế nào với trường hợp minh họa của VN Direct. Vâng, vậy thì trước khi đi vào chi tiết những bước để mở tài khoản chứng khoán, chúng ta sẽ cần tìm hiểu một số thông tin liên quan đến, vâng, liên quan đến giấy tờ, đương nhiên rồi. Tuy nhiên, nói vậy thôi, việc mở tài khoản chứng khoán tại Việt Nam tương đối đơn giản. Các bạn chỉ cần một trong hai, vâng, tôi xin nhắc là một trong hai chứ không phải là cả hai giấy tờ, đó là chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Lưu ý một chút, thường thì chúng ta đi máy bay hay đi đâu đó, mọi người có thói quen là dùng hộ chiếu, vâng ạ. Một số người dùng hộ chiếu để thay cho chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước. Tuy nhiên, với mở tài khoản chứng khoán thì hộ chiếu sẽ không được chấp thuận. Mọi người cần đặc biệt lưu ý việc này. Thứ hai đó là về vấn đề đăng ký hồ sơ, thì sau khi chúng ta đã điền thông tin thì công ty chứng khoán sẽ gửi cho chúng ta một cái hồ sơ mà trong đó đã điền sẵn thông tin của mình rồi và cung cấp cho các bạn qua email gửi cho các bạn. Và cái việc mà hoàn tất thủ tục này thì các bạn chỉ cần ký tên và gửi lại kèm cho họ, kèm theo hai cái ảnh chụp của mặt trước và mặt sau của chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước. Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc này ở phần sau, sẽ rất đơn giản thôi ạ. Việc mở chứng khoán, mở tài khoản chứng khoán online như thế nào? Và nếu nói về câu hỏi là có mất tiền khi mở tài khoản không ạ? Vâng ạ, thì cái dòng chữ bôi đỏ viết hoa của chúng tôi sẽ trả lời hoàn toàn cho các bạn một câu trả lời, đó là với gần như tất cả các trường hợp, với gần như tất cả các công ty hiện nay thì việc này là hoàn toàn miễn phí. Bản thân tôi thì không biết có công ty nào là tính phí mở tài khoản chứng khoán hay không. Vâng ạ, chúng ta tạm coi nó là 100% là miễn phí đi. Và bước 1, điền thông tin vào phiếu đăng ký mở tài khoản. Và có hai thông tin quan trọng, hai loại thông tin quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý, đó là thông tin cá nhân, đó là số 1, gồm có họ tên này, số chứng minh nhân dân này hoặc căn cước công dân này, số điện thoại, email. Và thứ hai đó là thông tin về tài khoản ngân hàng. Cái tài khoản ngân hàng này thì sẽ được dùng để liên kết với tài khoản chứng khoán của các bạn để dùng
cho cái việc mà chúng ta chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản chứng khoán để đầu tư. Và khi các bạn có lợi nhuận hoặc các bạn có việc cần sử dụng thì chúng ta có thể rút tiền từ tài khoản chứng khoán ra tài khoản ngân hàng. Và cái bước thứ hai ở đây sẽ là hoàn thiện hồ sơ và gửi lại công ty chứng khoán. Sau khi chúng ta đã điền cái thông tin và cái phiếu đăng ký này rồi thì công ty chứng khoán sẽ gửi cho chúng ta một cái bản hồ sơ hoàn thiện. Trong đó thì đã bao gồm những cái thông tin chúng ta điền trước đó. Sau đó thì rất đơn giản thôi, chủ tài khoản sẽ cần in ra, ký tên và gửi lại cho công ty chứng khoán. Lưu ý là chúng ta sẽ gửi bản cứng, in ra, ký tên, gửi bản cứng cho công ty chứng khoán qua đường bưu điện hoặc đường chuyển phát nhanh, cực kỳ đơn giản. Và thường thì thời gian mở tài khoản sẽ chỉ ở mức khoảng 2 cho đến 3 ngày. Cá biệt có một số công ty như tôi biết đó là chứng khoán Rồng Việt thì họ cho phép là mở tài khoản chứng khoán và khi mà chưa hoàn thiện 100% các bạn đã có thể giao dịch luôn rồi. Tuy nhiên phần lớn các công ty khác trên thị trường thì cái thời gian mà chúng ta cần chờ đợi nó cũng chỉ dao động trong khoảng 2 đến 3 ngày thôi. Vậy thì đó là về vấn đề một số những cái bước. Vậy thì thực tế ra sao ạ? Thực tế thì tôi sẽ minh họa cho các bạn một chút về cái việc mở tài khoản chứng khoán tại công ty VN Direct. Vâng, anh cùng mở trình duyệt. Đây là trình duyệt của Cốc Cốc. Vâng, trang chủ của VN Direct là vndirect.com.vn. Các bạn hãy để ý ở đây có phần đó là mở tài khoản. Chúng ta kích vào đây ạ. Rồi, và chúng ta sẽ cần điền một số thông tin như tôi đã nói trước đó, họ về tên này, số điện thoại này, email này. Thường thì các bạn hãy sử dụng email cá nhân nhé. Ví dụ bạn nào đó mà có email công ty thì tôi khuyên thực sự là không nên sử dụng. Chúng ta sẽ dùng cái email này trong suốt quá trình tham gia đầu tư và không ai chắc chắn lắm là các bạn sẽ gắn bó với công ty mình đang làm việc trong vòng bao lâu. Nói vui thôi nhưng mà đây là một lưu ý rất quan trọng. Thứ hai đó là tên, tiếp theo đó là tên đăng nhập. Ở đây có thể ví dụ là cái tên là Nguyễn Văn A đấy ạ. Vâng ạ, tên anh là 3 chữ A. Vâng ạ. Tên đăng nhập, cái tên này thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được nhé. Với cái tên đăng nhập, VN Direct cho phép các bạn có thể lựa chọn. Đây ạ, chúng ta sẽ có 4 yêu cầu về mật khẩu để đảm bảo cái tính bảo mật của nó. 8 đến 3 ký tự này, bao gồm cả chữ hoa, chữ thường và chữ số. Sau khi các bạn gõ rồi thì các bạn sẽ bấm vào phần xác nhận. Nhớ là ở đây các bạn hãy bỏ cái gõ caps lock nhé. Và tiếp theo các bạn hãy bấm vào phần tôi đồng ý. Bấm vào tôi đồng ý. Và mở tài khoản. Thì cái trang tiếp theo. Ở đây thì bởi vì là tôi không muốn mở một tài khoản ma. Vâng ạ. Nên là tôi sẽ không điền những thông tin này và đi đến cái phần tiếp theo. Tuy nhiên thì tôi sẽ show cho các bạn xem về cái mẫu thông tin, một số thông tin mà chúng ta cần điền là gì. Thì sau khi các bạn điền những cái thông tin mà như ở cái phần bước 1 tôi có trao đổi, đó là gồm các thông tin cá nhân. Lưu ý là hoàn toàn những thông tin này cần là thông tin thật 100%. Bởi vì đây chính là các bạn ở trên thị trường chứng khoán, chứ không phải một tài khoản ảo các bạn chơi game online hay gì đấy. Vâng, thì đây sẽ là hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng cá nhân. Cái mẫu của VN Direct, cái số hợp đồng và số tài khoản lưu ký. Vâng, ở phần này thì có 6 chữ số cuối ở đây là các bạn có thể chọn, là các bạn có thể lựa chọn được. Thông tin, ở đây thông tin khách hàng cũng rất là đơn giản thôi. Chủ yếu những thông tin này các bạn có thể tìm thấy ở trên chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân của mình. Ở phần này thì có đầy đủ thông tin của VN Direct rồi. Các bạn sẽ cần ký vào đây ạ, ký ở hai ô này. Chữ ký mẫu, các bạn có thể lựa chọn hai mẫu chữ ký và ký vào phần cuối cùng đây. Ở cái phần lựa chọn về đăng ký dịch vụ và thông tin khách hàng thì ở đây chúng ta có hai hình thức giao dịch. Thứ nhất là giao dịch trực tuyến và giao dịch qua điện thoại. Tên truy cập các bạn có thể lựa chọn như tôi đã nói ở phần trước đó. Bản thân tôi thì lựa chọn một cái tên rất là chính thống. Nhưng có một số bạn có thể lựa chọn một số tên thú vị và dễ nhớ với bản thân mình, hoàn toàn không vấn đề gì cả. Cái mã số thẻ VTOS, cái thẻ này nó giống như một cái thẻ ATM của các bạn ạ. Sẽ được gửi cho mọi người để mọi người còn có thể gọi là thẻ ma trận để mọi người nhập vào khi mà chúng ta tiến hành một số cái giao dịch
Tuy nhiên thì hiện nay, vâng, cái giao dịch qua điện thoại là rất phổ biến rồi. Và các bạn hoàn toàn không cần đến cái thẻ VTOS này cũng có thể giao dịch được. Chỉ cần đăng ký số điện thoại và sau đó các bạn có thể là đăng ký app của VnDirect tải về mọi người sử dụng. Đấy, phần này là phần rất quan trọng liên quan đến giao dịch tiền. Các bạn sẽ cần điền thông tin về số tài khoản. Các bạn có thể một lựa chọn một hoặc là hai tài khoản ngân hàng. Và đây là tài khoản nhận tiền đối ứng tại VnDirect. Ở trên chúng ta có hai tài khoản ngân hàng này, phụ thuộc vào lựa chọn của các bạn. Và thứ hai nữa là tài khoản đối ứng tại VnDirect, chính là tài khoản chứng khoán của các bạn. Ngoài ra thì các bạn cũng cần điền một số thông tin liên quan đến thông tin cá nhân của mình, tức là học đại học, trên đại học, ngành nghề gì, cơ quan công tác ra sao. Một số thông tin khác theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc là cũng là của công ty chứng khoán để họ có thể lấy một số thông tin phù hợp phục vụ cho việc chăm sóc khách hàng. Tiếp theo đó là về phần thông tin chiến lược đầu tư. Các bạn có thể lựa chọn về thời gian dự định đầu tư. Các bạn muốn lướt sóng thì sẽ là ngắn hạn này. Các bạn nào muốn gắn bó thì là dài hạn. Cổ phiếu các bạn, cái trường phái các bạn quan tâm là gì? Đầu tư giá trị như AZF Việt Nam hay là đầu tư vào cổ phiếu ngắn hạn, hoặc là tạo ra một dòng thu nhập thụ động ổn định. Vâng ạ, gồm rất nhiều yếu tố. Vậy thì các bạn sẽ điền vào đây nhá, rồi chúng ta sẽ in ra, ký nó và gửi cho công ty chứng khoán VnDirect. Ở đây thì tôi muốn show ra một chút một cái tài khoản mà tôi mới mở. Vâng ạ, mới mở năm ngoái 2019. Vâng ạ, đây ạ, cái phần này vâng, tôi không show ra cho các bạn được. Chúng ta sẽ có thể lựa chọn cái phần 6 con số ở phía cuối tài khoản của chúng ta. Con số nào các bạn thích, dễ nhớ. Đây ạ, tên chủ tài khoản, vâng ạ, đây là tên của bà xã tôi. Đấy, tên là Yến. Vâng. Chúng ta sẽ, đây hoàn toàn là những thông tin mà VnDirect đã điền cho chúng ta rồi. Các bạn có thể thấy ở đây, đây không phải là chữ viết tay, mà chúng ta không cần phải gõ. Sau khi các bạn đăng ký thông tin thì đây là cái mẫu mà hệ thống email của VnDirect gửi vào email mà các bạn đăng ký. Và chúng ta sẽ ký vào đây và gửi cho công ty. Về một số những cái thông tin trước đó, đây, một số thông tin khác, tôi lựa chọn một cái tên rất là thú vị. Vâng, cái tài khoản này thực ra là tài khoản đầu tư mà chúng tôi sẽ hàng tháng sẽ bỏ một ít tiền tiết kiệm vào đây để đầu tư cho bé con nhà mình. Vâng, và đặt một cái tên rất là vui, cũng không nhất thiết phải đặt một cái tên chính thống đâu. Tên của các bạn thì cần chính xác theo căn cước công dân, tuy nhiên tên giao dịch thì có thể vui một chút, không sao. Và giao dịch chủ yếu là giao dịch qua điện thoại, qua internet và đăng ký tài khoản ngân hàng. Ok, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu cách thức làm sao để có thể đăng ký, có thể mở một tài khoản để đầu tư chứng khoán với những người mới tham gia thị trường. Vậy thì ở clip tiếp theo, khi các bạn đã có tài khoản chứng khoán rồi thì chúng ta hãy cùng nhau bắt tay vào đầu tư, bắt tay vào nghiên cứu. Vậy thì đương nhiên rồi, với những nhà đầu tư chứng khoán mới tham gia thị trường sẽ có những điều các bạn bỡ ngỡ, và để giúp cho các bạn có thể tự tin hơn khi tham gia thị trường chứng khoán thì ở phần tiếp theo diễn ra vào 21 giờ ngày thứ ba 26 tháng 5, chúng tôi sẽ cùng với các bạn đi nghiên cứu về 6 nguyên tắc vàng cho nhà đầu tư, những thứ mà sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn và đỡ lo sợ, đỡ cái cảm giác bỡ ngỡ khi tham gia thị trường chứng khoán. Và để cùng với AZF Việt Nam có những clip hấp dẫn hơn nữa và giá trị hơn nữa dành cho quý vị nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới tham gia thị trường còn nhiều bỡ ngỡ, thì hãy subscribe và comment của AZF Việt Nam trong những clip của chúng tôi để tiếp tục ủng hộ chúng tôi đưa ra những clip ý nghĩa hơn nữa. Chào thân ái và quyết thắng!